Nhà đất Sài Gòn Nguyễn Hoàng xin chào cô chú anh chị mình nha. Hôm nay Nguyễn Hoàng đang ở cái vị trí đường Lê Thúc Hạch nè, thuộc quận Tân Phú. Thì em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái ngôi nhà với cái diện tích là ngang 4m và chiều dài là 12,5m, được thiết kế là một trệt, một lầu. Với cái công năng sử dụng của nhà mình đó là 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Đó, ở trên một cái lầu là một nhà vệ sinh và ở dưới là một nhà vệ sinh cô chú anh chị mình ha. Đó. Thì hiện tại em đang đứng ở ngay chỗ cái trục đường Lê Thúc Hạch nè. Đó, giờ em sẽ đi ra ngoài cái vị trí mặt tiền đường của đường Lê Thúc Hạch. Hiện tại là nhà của mình đang thuộc số 172 127 sạc 70 sạc 2 của đường Lê Thúc Hạch. Đó cô chú chị ha. Ở đây thì nó dạng như là bàn cờ ở cô chú chị, nó đi thông rất là nhiều nơi luôn. Đó, thì em sẽ quay cho cô chú anh chị mình từ cái vị trí mặt tiền đường mà để đi vào bên trong ngôi nhà nha. Đó, nhà mình thì hiện tại chủ đang chia sẻ với mức giá là quá là tuyệt vời luôn. Với lại cái nhà mình là hiện tại là nhà đang là nhà mới luôn nha cô chú anh chị ha, nhà mới luôn. Thì cô chú anh chị nào mà mình quan tâm á thì mình bấm like và chia sẻ video và mình bấm đăng ký kênh nha, bật chuông thông báo nha cô chú anh chị ha. Còn nếu mình có bạn bè người thân mình đang cần tìm cái một cái vị trí ngôi nhà ở quận Tân Phú này thì mình chia sẻ cái video này cô chú anh chị mình nha. Bây giờ cùng mời cô chú anh chị mình tham quan toàn bộ bên trong của ngôi nhà nha cô chú anh chị. Ở đây là vị trí số 127 sạc 2 sạc 46 nè. Cái hẻm này là hẻm sạc 2. Đó là 127 sạc 2. Hướng cô chú anh chị đi thẳng ra là mình rẽ trái là mình ra được cái hẻm 127 của cái đường Lê Thúc Hạch nha. Đó. Cái đường này thì nó hơi xa hơn nha cô chú anh chị. Đó, còn mà mình đi cái hẻm này nè. Đó, đi cái hẻm này thì vô nó gần hơn nè cô chú anh chị ha. Nếu mình đi theo cái địa chỉ á, thì nó xa, còn mình đi theo cái vị trí mà em hướng dẫn cô chú anh chị nè, là hẻm này là hẻm 177 của đường Lê Thúc Hạch nè. Cô chú anh chị mình rẽ phải á, là mình về ngay chỗ cái chợ Tân Hương nha. Còn mình rẽ trái là mình về bên khu kênh nước đen, khu xử lý nước thải ngay chỗ chợ Bình Long. Đó. Ở đây thì vị trí đường thì cô chú anh chị cũng sẽ thấy nè, đường rất là rộng. Đó, đường đã được trải nhựa đầy đủ hết. Đó, hướng này mình đi thẳng lên á là mình ra cái hẻm 127 sạc 70. Còn ở đây á là 127 sạc 2. Đó, nó có rất là nhiều ngã để cho cô chú anh chị mình đi luôn nha. Còn đường này á mình đi thẳng luôn á là mình đi thẳng qua bên kia luôn á là mình sẽ về ngay chỗ cái đường chợ Bình Long nha cô chú anh chị ha. Chợ Bình Long. Đó. Thì vị trí ngôi nhà của mình là một cái vị trí mà xe hơi, xe tải đều vào thoải mái luôn. Đó, giờ em sẽ đi thẳng vào cái vị trí ngôi nhà cho cô chú anh chị mình xem nè. Nhà mình là ngang 4, dài 12,5m nha cô chú anh chị. Đó, ngang 4, dài 12,5m. Hướng này nè, hướng này mình đi thẳng ra là mình về chợ, mình về đường Bình Trị Đông đất mới, mình về đường Bình Long nha. Hướng này của chú chị ha. Đó, hướng ngoài kia của chú chị. Đó, hướng ngoài đó là mình về Bình Long. Đó, ở đây là vị trí nè. Ở phía này là hẻm của 127 sạc 70. Còn bên này là hẻm của 127 sạc 2. Thì mình đi cái hẻm 127 sạc 2 hoặc là mình đi cái hẻm 177 á, mình đi vào cái là mình sẽ gặp được ngay cái hẻm 127 sạc 2 nè. Sạc 2, sạc 72 nè, là tới đây nè. Tới đây cô chú anh chị mình để trái đi vô nè. Đó, và vị trí của nhà của mình đó là ngay chỗ cái vị trí cái xe đang đậu trước đó cô chú anh chị ha. Đó, nhà mình có ban công rồi đủ à. Đó, hướng này thì mình đi ra đó là ra hẻm 127 sạc 70. Đó, 127 sạc 70. Còn ở đây thì 127 sạc 2. Hướng này ra Bình Long. Và cái đường kia cũng ra Bình Long luôn nha cô chú anh chị. Đó, đường này cũng ra Bình Long nè. Đó, đường này thì cũng ra được Bình Long luôn nè cô chú anh chị.
đó, ở đây là 127 nè, sạc sạc 77 nè, sạc 79 nè đó. Ở đây thì chỗ nào cũng là xe hơi, xe tải đều ra vào thoải mái nha cô chú anh chị ha. Còn vị trí ngôi nhà của mình hiện tại đang nằm ở hướng tây nha, đó thuộc là tây tứ trạch. Đây vị trí ngôi nhà mình đây đó, nhà rất là mới và đẹp. Nhà này hiện tại chủ đang chia sẻ mức giá là 5.400.000.000 nha cô chú anh chị đó. 127 sạc 70 sạc 2 đường Lê Thúc Hạch thuộc phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú đó. Đó nhà mình đây đó, đường rất là rộng, đường này rộng tầm 4,5 m nha cô chú anh chị ha. Bây giờ cùng mời cô chú anh chị vào tham quan bên trong ngôi nhà đó. Nhà mình có khoảng sân ở trước nè, phía trước nhà nè cô chú anh chị đó. Thì cái địa chỉ em cũng đã review ở trên video này cho cô chú anh chị mình rồi, là 127 sạc 70 sạc sạc 2 đó. Nhà mình ngang 4 dài 12,5 m nha cô chú anh chị ha. Đó ở phía trong thì cô chủ cũng đã thiết kế cho mình một cái khoảng không gian mình để xe máy nè. Ở ngoài thì cũng có khoảng không gian luôn. Ở dưới đây là tầng trệt nè cô chú anh chị đó, trên trần nhà nè rất là đẹp luôn đó. Thì cô chú anh chị nào mình đang quan tâm á, thì mình qua vị trí ngôi nhà trực tiếp vị trí này luôn để mình tham quan, hoặc là mình gọi số điện thoại 0799211363 để mình tham quan cô chú anh chị ha. Dạ đây khoảng không gian của toilet nè đó, khoảng không gian toilet thì có bồn cầu, lavabo, gương soi đồ đầy đủ hết cô chú anh chị ha. Khoảng không gian trong đây thì không gian của bếp nè cô chú anh chị đó, khoảng không gian của bếp nè, có bàn ghế đó, bàn ghế ăn cho cô chú anh chị mình luôn đó. Bếp thì có kệ tủ bếp nè đó, đầy đủ hết, bồn rửa chén rồi không gian bếp điện từ đó, bếp ga đầy đủ hết cô chú anh chị ha. Đó máy giặt thì cũng đã thiết kế ở trên đây. Cô ở trên đó có ai không cô, hay cô lên giúp con đi đó. Trên đây là một lầu nè, lầu ở trên đây thì sẽ có 3 phòng ngủ và một nhà vệ sinh đó. Khoảng không gian trên đây nhà mình có ô giếng trời ở giữa luôn nè đó, ô giếng trời ở đây nè. Không phòng nào đang ở thì cô khỏi quay cũng được. Dạ có phòng nào trống ở đây thì một phòng nha cô chú anh chị ha. Đó khoảng không gian trong đây thì toilet nè đó, toilet thì có bồn cầu, lavabo, gương soi, gạch thì ốp full đó, full trần. Quay nhà không anh? Dạ quay đi vào ra khỏi đi. Dạ ở đây quay cái phòng nào trống được rồi đó, phòng thứ hai nha cô chú anh chị ha. Đó mình có một cái khoảng lối đi ra nữa nè, ở đây thì sẽ có một phòng nữa đó, vị trí một phòng nữa nè đó. Nhà mình là còn tương đối là mới, cái này chắc cô cũng mới cất thì cô ha. Cô mua lại có người ta không? Dạ đó, có ban công nha cô chú anh chị, nhà mình có ban công phía trước luôn nè, có lan can luôn đó, lan can thì tầm 1 m nè cô chú anh chị ha. Thì cái vị trí đường mà em đã hướng dẫn cô chú anh chị mình đi rồi á, thì mình nếu mà mình đi từ Bình Long đi vào á thì nó rất là gần, hoặc là mình đi cái hẻm 177 của đường Lê Thúc Hạch vào cũng gần luôn nha cô chú anh chị ha. Đó tại còn cái vị trí đường của nhà mình á thì đường rất là rộng luôn đó, rộng rãi thoải mái luôn nè cô chú anh chị. Đó rất là tuyệt vời rồi. Thì cô chú anh chị nào mình đang quan tâm á, hoặc là bạn bè người thân mình đang quan tâm á, thì mình chia sẻ cái video này nha, để cho bạn bè người thân mình biết được một cái vị trí bất động sản nằm ở quận Tân Phú thuộc phường Phú Thọ Hòa nha cô chú anh chị ha. Đó thì hoặc là cô chú anh chị mình đang quan tâm á, thì mình có thể tới vị trí ngôi nhà này luôn, rồi mình gọi Nguyễn Hoàng, hoặc là mình cứ
cứ nói là bên nhà đất Nguyễn Hoàng thì cô chú chủ ở nhà sẽ mở cửa cho mình nha. Đó, với mức giá là 5 tỷ 400 triệu nha cô chú anh chị. Đó, 5 tỷ 400 triệu. Còn bớt cho cô chú anh chị nào mình thiện chí nha. Nhà rất là mới. Đó, và nhà đất Nguyễn Hoàng xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều.